Mâu thuẫn gia đình, cha chồng khiến con dâu ra đi mãi mãi. Trần Văn Lẹ, 64 tuổi, bị cáo buộc vì mâu thuẫn gia đình đã dùng vật nhọn tác động khiến con dâu không qua khỏi. Tối ngày 30 tháng 7, sau một giờ bỏ trốn, Lẹ bị công an thị xã Vĩnh Châu bắt về hành vi xuống tay với người khác. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ do mâu thuẫn với con dâu 46 tuổi, Lẹ dùng vật nhọn tác động nhiều lần khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nghe tiếng la hét, người dân xung quanh chạy đến phát hiện người phụ nữ đã ra đi mãi mãi trên vũng máu ở nhà sau. Lẹ bỏ trốn khỏi hiện trường, chui vào khu vực nhiều cây cối cách đó vài trăm mét nhưng bị cảnh sát bắt giữ. Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ án. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến các bạn trên kênh YouTube Tình Bà Phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.